Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối rồi. Và đây là công viên Vĩnh Hội. Vào buổi tối, ngày hôm nay tuy là ngày cuối tuần nhưng mà người ta đi tập thể dục cũng rất là ít. Và mấy hôm nay thì trời quá hầm luôn. Trời rất là nóng. Nóng một cách kinh dị luôn, nóng một cách mà lạ lùng sủng luôn. Trời đến nỗi mà trời không có một miếng gió luôn. Có vài người thì họ đi dạo, họ đi bộ, đi tập thể dục. Lẽ ra đúng không? Công viên ở ngoài công viên cây cối rất là nhiều thì gió thoải mái, nhưng mà thật sự ra thì rất là nóng luôn á. Hầu như là lâu lâu chỉ có một cái cơn gió nhẹ nó thoảng qua thôi. Đó buổi tối nè, có vài người đi tập thể dục thôi, rất là ít. Công viên này nó khá là rộng. Còn người đi cũng không có nhiều. Đếm hết nguyên cái công viên này chừng khoảng 100 người hơn là cùng. Mà rải rác ra. Có mấy người ở phía đằng kia cơ. Họ đi bộ. Đi bộ để hóng gió. Do là trời quá nóng đi. Ở đây là một cái bãi rác. Bãi rác tức là những cái rác thực vật á, giống như lá cây khô nè, cành cây khô sẽ gom lại một góc đây và đốt đốt nó. Đốt nó thành cái phân, phân này người ta kêu như là phân hữu cơ vậy đó. Và lấy cái phân đó đi bón lại cho những cái cây khác. Đương nhiên là người ta cũng có đốt những cái chai nhựa nữa, có những cái chai nhựa họ cũng đốt luôn. Ở phía này nè. Đó, ở đây thì nó sáng hơn. Có vài người họ đang tập thể dục. Khá là nhiều máy, khá là nhiều dụng cụ để tập thể dục. Ai muốn tập kiểu gì tập. Nhìn bầu trời nè. Bầu trời đen thui luôn, tối đen luôn. Những cái băng ghế đá thì không có ai ngồi cả. Công viên này được một cái á, là có rất là nhiều băng ghế đá, hầu như là khoảng chừng 10 mét, mười mấy mét là có một băng ghế đá. Không hiểu vì sao mà khoảng vài tháng nay thì trời khá là nóng nực, làm cho con người ta làm gì cũng thấy cảm thấy mệt mỏi á. Và uống rất là nhiều nước luôn, đến nỗi mà nước thọc tay vào trong nước mà không thấy nước mát luôn là biết sao rồi, là biết nóng cỡ nào. Thời tiết khá là oi bức, gió thì không có gió, mà có gió gió cũng không mát nữa, gió rất là nóng, gió rất là hầm luôn. Có vài người tập aerobic, có vài người họ tập thể dục. Lê que lác đác có vài người thôi à. Buổi tối đi bộ ra ngoài công viên này á, đi bộ một vài vòng thật là đã, cảm giác thư giãn lắm luôn á. Do là nơi này thì có rất là nhiều cây xanh, có những cái bãi cỏ nữa. Phải nói đây là một trong những cái công viên mà đẹp nhất ở quận 4, rất đẹp luôn. Chỉ tiếc một điều đó là ở đây không có nuôi thú thôi. Lâu lâu thì có vài con chim á, nó bay. Ở đây cũng không không thấy chim nữa, cũng không thấy chim đậu làm tổ nữa. Có một vài con mèo hoang á, thì lâu lâu nó bò ra bò vô rồi. Chứ ở đây rung đất cũng không thấy, dế cũng không thấy, nói chung là không có con gì đó.
nghe cái tiếng dế nó kêu, nó gáy rét 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 từ ở đâu rất là xa vọng lại. Nhưng mà không phải là ở đây rồi. Ngộ ha. Nhớ ngày xưa dế rất là nhiều luôn, lúc mà còn nhỏ xíu á, dế nhiều lắm. Tối nào cũng cùng với mấy đứa trong xóm đi bắt dế. Bắt lần cái thùng bắt ít lắm cũng phải được 10 con một ngày. Ghế dế trống nè, rồi dế mái, dế đầu chùa gì đầu chọc tùm lum á. Còn bây giờ thì giống như là dế gì nó bị tuyệt chủng hay sao á. Ngay cả ở cái công viên này, lẽ ra đây là một cái mảng xanh đúng không? Mảng xanh thì phải có rất là nhiều những cái con động vật hoặc là côn trùng, mà ở đây chẳng thấy cái con gì. Ngay kể cả mà dế cũng không có nghe nó gáy luôn, mà nó gáy ở đâu rất là xa nó vọng lại đây. Đây mấy người kia tập thể dục xong đi hết rồi, còn một chú này ngày nào giờ này cũng ra đây tập thể dục hết á. Gió thì không có gió, nên là những cái tán cây, những cái tàn cây xung quanh đó 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 thì nó chỉ hơi rung rung, nó rung nhẹ thôi, chứ không có gió. Mà cũng không biết là khi nào mà trời sẽ mưa. Lúc chiều thì ở quận 10 hoặc là quận 5 á thì có cơn mưa rào bất chợt, bởi vì đọc báo nghe nói như vậy. Nhưng mà ở quận 4 thì chẳng thấy một cái cơn mưa nào cả, mà trời phải nói là rất là nóng luôn á. Nghe nói là giá điện tăng, trời ơi đã nóng rồi còn trời nóng, người ta sẽ phụ thuộc vào trong máy lạnh với lại quạt điện rất là nhiều, mà tăng giá nữa là đóng tiền điện phê luôn, lòi ốc luôn. Đó, công viên này được trang trí rất là đẹp. Cái công viên này nó được xây dựng hồi năm 2006-2007 thì phải. Bởi vì mình nhớ là năm 2008 thì mình với mấy đứa bạn cũng có ra ngoài đây chơi. Đó, cũng có ra ngoài đây chơi, nhưng mà lúc đó thì chưa có mở rộng ở những cái khu này đâu, mà chỉ là cái sân cát ở ngoài kia thôi, có một chút ếch thôi. Sau này thì mới mở rộng ra và xây dựng thành một cái công viên Khánh Hội hoành tráng như thế này. Công viên này rất là rộng và cũng có sân banh nữa, cũng có nơi bán nước uống nữa. Lúc trước ở ngoài kia, ở ngoài cổng vào á, thì người ta ồ, tự nhiên có một cái cơn gió, ồ, một cái cơn gió hiếm hoi luôn. Ra đây nãy giờ chắc cũng 45 phút rồi mới mới thấy được một cơn gió hiếm hoi.